Ôi ôi, cái nồi này là nhiêu lít chị? 150 lít hả chị? Dạ. Ôi, ở đây là huyết là gồm mấy loại chị? Em thấy có huyết huyết lòng với huyết khoa. Huyết khoa hả chị? Dạ. Thấy có dồi nè mấy vị. Ôi. Nó mới. Cái dồi này là mình chiên hay sao chị? Hấp hả chị? Mà cái màu nó hơi sậm sậm vậy ha. Dạ. Cái lượng khách mà ăn cái dồi có nhiều không chị? Lượng khách mà thích dồi á? 70%. 70%. Dạ. Còn 30% là không thích. Dạ. Dạ, không biết ăn đấy chị. Chứ không phải là không thích, nhưng khi ta ăn được là người ta thích ăn hoài. Tại quán cháo miền Tây mình đây thì em ít gặp bán có dồi đó mình chị, dồi hấp á. Nói chung dồi này là đa số là dành những người người ta nhậu á. Dạ. Một ký dồi vậy là chị bán nhiêu ký? Chị bán rồi không là 180.000. 180.000 ký. Anh quán về anh không ăn anh suối cắt xèo giò không quý vị. Đây. Dạ. Em biết ăn là người ta ăn xèo giò không mà. Dạ. Chất lượng chưa? Cho vô 500 hàm. Thường cái tô này tiêu chuẩn chị bán cho khách là nhiêu tiền tô chị? Cái này khoảng này phải không? Dạ. Dạ. Tô 25.000 là chất lượng như thế này. Mình biết không, có người ăn tô cháo à. Dạ. Hầu như chiếm khoảng 80% điều công nhận. Dạ. Với chiều chiều mà nhâm nhi về lia rượu thuốc thì cảm thấy ngày mai mình phấn khởi và công tác nó tốt hơn. Dạ. Quý vị từ Long Xuyên, quý vị đi về thành phố Châu Đốc, quý vị chưa tới cầu Mân Châu, nằm phía tay phải thì có quán cháo lòng Nhân Hậu. Ở đây thì cho thấy các bài trí bố trí kỹ quán rất là đồng quý vị, và có thể nói là tô cháo rất cực kỳ là hấp dẫn. Và ẩm thực phố sẽ mời quý vị cùng tham quan chút xíu nha quý vị. Hỏi lại giùm chị coi lại. Hỏi bà cụ ăn gan trắng với gì vậy? Cái phần mình sắc này là cái gì chị? Gan trắng. Gan trắng. Gan trắng hả? Gan trắng là gì? Gọi là hồng mít á. À, là hồng mít. Mới biết luôn ngoài đời đó giờ mình gọi hồng mít không à. Ở đây ta gọi là gan trắng. Nhiều người ta kêu gan trắng. Dạ. Là hồng mít. Còn cái này là gan đen cái gì chị? Đúng rồi, gan đen. Dạ. Phố thấy có dồi nè mấy vị. Ôi. Nó mới. Cái dồi này là mình chiên hay sao chị? Hấp hả chị? Mà cái màu nó hơi sậm sậm vậy ha. Dạ. Là chị làm cái nhân nó là huyết hả chị? Huyết với thịt dăm. Dạ, với thịt dăm. Gan phèo. Dạ, gan phèo. Dạ. Đủ rồi phải không? Rồi Vinh cái gì vậy Vinh? Rất là lạ quý vị. Ồ, đồ chị để. Ăn cái gì vậy? Rồi đầy đủ. Đây là một tô cháo đầy đủ quý vị. Vô đó giòn giòn cuốn. Cuốn tim này. Cuốn tim đúng rồi, đó là cuốn tim. Ở đây
một bột cháo nè quý vị, đây nè hộp cẩm nè, chỉ có một miếng dồi gì nè, đầy đủ hết quý vị ha. Đây đây là một tô hầm cẩm hả chị? Ừ. Nói chung là bán ở đây á là biết ý từ người hết trơn. Dạ quen đúng không? Bán hoài lắm. Quen lắm. Quý vị nhìn nè, da heo rồi phèo rồi thịt rồi phổi rồi gan đó quý vị. Chỉ sắt và chia ra làm 7 tụ đó quý vị. Có thêm ở trên đây là dồi nữa nè. Với lúa gạo rồi xong rồi cơ duyên nào mà chị bán cháo tới giờ luôn. Dạ. Dạ. Có cái gian thôi kêu bác chị. Dạ. Dạ, vậy là dì của chị chỉ lại. Dạ, vậy là quán cháo Nhân Hậu là qua hai thế hệ đó quý vị. Từ dì của chỉ lại cho chị. Là chị dì của chị là bán trước đó nữa phải không? Chị là bán 13 năm, dì của chị là bán trước đó nữa. Dạ. Cái phần này là thịt gì chị? Cái này là thịt nách. Nách hả? À. Là cái nách của con heo ha. Dạ. Cháo là bán thịt nách mới được. Thịt nách nó sao chị? Nó ngon. Dạ. Thịt đùi nó dai lắm. Dạ. Thịt nách nó thơm. Vậy là thịt nách là nó đỡ dai hơn cái đùi hả chị ha? Dạ. Đỡ dai mà dễ sắc, thịt đùi nó gời. Ít mỡ hơn mà gọi ha. Ít mỡ hơn. Mà cái giá thành nó có cao hơn không chị? Nó rẻ. Dạ. Nó rẻ hơn thịt đùi. Dạ, vậy hả chị? Ui. Đó giờ em ăn cháo lòng mà em chưa có biết cái thịt nách cái con heo á quý vị. Đây nè. Dạ. Xíu phê cảm nhận thử đi vị. Dạ. Con nào ngon hay không ngon thì biết liền. Cái này là nãy chị nói là cái cuốn không? Cuốn tim. Cuốn tim ha. Nó giòn giòn á. Mình ở chung là cuốn cái cuốn tim này ăn ngon hơn cuốn họng á chị. Dạ. Nó béo mà nó lại nó thơm. Mà đồ ở đây của chị là thấy là tuy là chỉ bán cái khung giờ là khoảng mười mấy tiếng hả chị ha? Nhưng mà cái đồ thấy chỉ lên là lúc nào cũng tươi gói mới cho nè quý vị. Cái đó là do cái lượng khách của khách hàng ở đây đó quý vị. Đây nè. Tại vì buổi sáng là hết buổi sáng cho tới buổi chiều là thịt mới rồi. Dạ. Ôi ôi da heo quý vị ha. Đây là chỉ chia ra một số ít cho quý vị, tại vì lượng khách thì quý vị đã nhìn thấy rồi đó, rất là đông, phải sắt trước một khoảng chừng 5-7 tô vậy đó, phải không chị? Cái này lên ngay chứ bắt đầu từ đây sắt lên là chị sắt hoài luôn. Dạ, cái khung giờ cao điểm của quán mình là khoảng mấy giờ chị? 5 đến 6 giờ. Dạ, thường thì cái lượng khách du lịch khi đi Châu Đốc rồi đó, có ghé đang thường? Có không? Dạ. Cái này là mùi dĩa bà. Dạ. Đây là tim. Tim vậy ha. Ôi ôi. Là bán tối ngày.
Cái phần này là 200 ngàn hả chị? 200 ngàn là 700 gram. 200 ngàn mà có cháo luôn nha. Có cháo luôn. Hai bọc cháo bự. Dạ. Nhưng mà cái này mình bán gì là mình ước lượng bằng căn ký hả? Mà chị làm cái khẩu phần gì là nó đâu có tính được là lấy lộn xộn hả chị? Lộn xộn thì chị bán 220 một ký. Dạ, lộn xộn nói vậy. Cháo thì cũng một phần là 20 ngàn. Dạ. Lấy cầu bán cho chú nó nghe lại. Cái này về nhậu hết sảy ha. Lẩu. Này mua hộp vịt lộn bỏ vô. Ngon lành luôn. Cái dồi nè mọi người thấy không? Nhìn nó ngon nha. Tuy nó cả ngoài mình thấy cái màu nó đen vậy đó. Chút nữa cho thử. Nếu mà mình luộc á thì mình sẽ ngâm nước được, còn này chị hấp giữ đồ ngọt nên chị không ngâm nước luôn. Thì nó hơi bị đen ngoài nhưng mà cái cuộn ở trong nó ngon nha. Thì nó không bao giờ nó trắng được. Dạ đúng rồi. Rồi cắt cái này xong cho múc liền. Quá thế, 200 ngàn. Cháo. Đồ cháo này lẩu cha, lẩu bò, lẩu dê là ăn non. Dạ. Dạ. Đây thì gia đình khoảng 4 người quý vị. 200 ngàn này cũng rất là nhiều á. Chỉ để là thập cẩm luôn, đủ thứ luôn. Dạ, yeah. Làm nhâm nhi chú ha. Cái lẩu này chú mua về cho mấy người ăn chú? 4 người 200 là vừa. Dạ, 4 người chú ăn 200 là vừa. Dạ yeah. Thường thì chú cũng nhậu cũng ghé đây mua thường hả chú? Tuần lễ 6 buổi chiều ghé đây rồi. Dạ, yeah, tuần lễ 6 buổi chiều. Tức là chú bỏ một bữa. Bỏ bữa chủ nhật. Chủ nhật là về ăn cơm với thím chú ha. Dạ yeah. Dạ đây thì chú chia sẻ thật tình luôn đó quý vị, tuần lễ là chú ghé 6 ngày đó, cũng như là khách mối thân thiết luôn á. Thì có 20 ngàn thôi. Dạ 20 ngàn anh Tài ha. Dạ. Bánh mì nữa 22 ngàn. Bánh mì 2 ngàn nữa là 22. Bún ở đây có tính tiền không anh? Không. Dạ bún miễn phí. Bao bún quý vị. Bao bún. Thì cháo là có rau gì nè. Ăn thoải mái luôn á. Dạ. Cháo lòng với ngạo. Dạ. Trà đá ở đây là cũng có tính tiền không anh? Không tính. Dạ. Dạ không tính. Vậy là chỉ có bánh mì 2 ngàn thôi. Nữa là 22 ngàn. Dạ. Ôi ôi. Ảnh thì ảnh ăn ngò. Dạ. Im anh. Làm rồi. Dạ. Quyết làm. Dạ. Rồi gan trắng. Rồi rồi hèo non. Dạ hèo non. Lưng. Dạ. Wow. Đâu ăn thử con đi quay quay. Dạ dạ. Chút xíu em ăn. Anh ăn đi anh. Cảm ơn anh. Cháo có rau đầy đủ anh ha, hơi lỏng lỏng là mình ăn với bún nữa, chấm bánh mì ăn là hết chị luôn á. Trời mới quá cháo, còn hành đâu ra.
Dạ. Đất đau rồi, giờ đâu có quá kéo. Dạ. Anh ăn ở đây được lâu năm chưa anh? Ừ, nói em bán thôi, giờ ăn lai gai hoài. Cái khung giờ khoảng chừng trưa trưa đó quý vị, thì quý vị ghé cái quán cháo lòng Nhân Hậu là có cái hệ thống phun sương nha quý vị, mắc gự chứ không phải là trời mưa nha. Dạ. Tự động luôn đó quý vị.